Một căn nhà ở trung tâm của quận Thanh Xuân chỉ khoảng 50 mét là ra đường ô tô, cách hồ khoảng độ 300 mét. Diện tích là 30 mét vuông và với mức giá chỉ là hơn 3 tỷ một chút. Xin chào anh chị, tôi Vũ Khỏe Bất Động Sản, và nếu như anh chị đang mong muốn tìm một căn nhà, một mái ấm để đón Tết cũng như như là để chuẩn bị đón xem World Cup ở tại nhà, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một căn nhà mà anh chị cũng nên tham khảo. Và để giúp cho anh chị đỡ mất công, mất thời gian của mình để đi xem nhà thực tế, thì tôi sẽ quay cái video này chi tiết từng góc cạnh của căn nhà này để giúp cho anh chị có thể dễ dàng hình dung mà mình đỡ mất công đi xem. Và đặc biệt nếu như anh chị muốn nhận thêm rất là nhiều những cái thông tin cũng như những căn nhà khác, thì anh chị hãy follow kênh của tôi để đón xem thêm những video mới nhé. Ok, chúng ta cùng đi khám phá căn nhà này nào. Đầu tiên thì tôi cũng đang đứng ở phần phòng khách của căn nhà này. Thì như tôi đã nói, căn nhà này là rộng mà 30 mét vuông mọi người nhé, 30 mét vuông tính cả tường, tức là cái diện tích thông thủy của mình thì nó sẽ rơi vào khoảng độ 28 mét đấy, tầm đấy. Thì tôi không thể nào mà chắc chắn được, tại vì trừ tường đi thì khu vực phòng khách này, để tôi tính xem diện tích là khoảng bao nhiêu nhá. Gạch này là gạch 60 này, đến này 1 2 3 4 5, gần 5 viên, tức là cái chiều mặt tiền của mình, mặt tiền ở trên sổ đỏ là 3 mét mốt mọi người nhé, trừ tường đi thì rơi vào còn khoảng độ 2 mét 8, 2 mét 9 đấy. Cái chiều dọc này của phòng khách này 1 2 3 4 5 6 6 6 3 6 3 6 mà nhân với khoảng độ 2 mét 9 thì nó rơi vào khoảng độ 10 mét vuông mọi người nhé, khoảng độ hơn 10 mét vuông một tí. Nếu mà mình mở cửa ra thì cái diện tích sẽ rộng hơn khoảng 10 mét vuông cái phòng khách này. Đấy, anh chị có thể là bố trí cái tivi ở góc này đây, đây bố trí tivi ở góc này này, đây có đường anten rồi là đường mạng các thứ ở đây rồi. Căn nhà này thì tôi nhớ không nhầm thì hình như là xây được khoảng độ đâu đó 2 đến 3 năm rồi. Căn nhà này là, nếu tôi không nhớ không nhầm thì là chủ đầu tư xây và họ bán cả một dãy cơ. Đấy, thì có lẽ là cái anh chủ hiện tại là anh ấy mua căn nhà này và sau một thời gian có thể làm ăn phát đạt thì anh ấy chuyển đi nơi khác, và hiện tại anh đang giao bán lại với cái giá là 3 tỷ 9 đấy, có thương lượng mọi người nhá. Đấy, nếu anh chị nào mà mong muốn cảm thấy thích cái căn nhà này sau cái video ngày hôm nay thì mọi người có thể liên hệ với tôi để chúng ta cùng nhau đi gặp chủ nhà và đàm phán với cái mức giá tốt hơn. Lại quay lại câu chuyện mà tôi vừa chia sẻ với anh chị là cách đây khoảng 2 năm, tôi nhớ ở trong cái vị trí này là căn nhà này được giao bán lúc đó đâu đó cái mức giá tôi không nhớ chính xác lắm nhá, là nó rơi vào khoảng độ 3 tỷ. Bây giờ là sau 2 năm đó, sau cái pha lên của bất động sản rồi, đương nhiên là bây giờ là bất động sản cũng đang ở trong cái chiều hướng chững. Tuy nhiên là cái mức giá của nó không còn như ngày xưa nữa, nó tăng rồi mà, nó đang còn bây giờ đang chào là 3 tỷ 9 mọi người ạ, tăng đâu đó khoảng độ 20-30% rồi. Thì tôi đánh giá là mặt bằng chung, theo mặt bằng chung cái mức giá này khá là ok, và đấy cũng là lý do vì sao hôm nay tôi giới thiệu căn nhà này đến với anh chị. Đấy, ok, phòng khách xong này, phòng khách là khoảng 10 mét vuông, bên trên là có để lại, chủ nhà có để lại là đương nhiên là thiết bị điện này, quạt trần này, những thứ gắn vào tường này. Bên dưới thì đồ nội thất thì cũng cơ bản thôi, có ghế sofa đấy, rồi là bàn trà. Rồi cầu thang ở căn này là cầu thiết kế cầu thang giữa mọi người nhé. Một cái rất là hay đó là diện tích 30 mét vuông. Bình thường ấy, anh chị có thể để ý rằng 30 mét vuông người ta thường sẽ làm cầu thang ở cuối, đúng không ạ? Và mỗi tầng một phòng thôi. Đấy, nhưng mà căn này vẫn thiết kế được cái cầu thang ở giữa. Lý do vì sao? Lý do bởi vì là cái chiều ngang của căn nhà này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3 mét mốt thôi, cho nên cái chiều dài nó sẽ được khoảng độ 10 mét. Chính vì vậy nên là chúng ta thiết kế cầu thang ở giữa thì chúng ta vẫn chia đôi được phòng. Đấy, căn nhà này thì cũng rất là phù hợp cho anh chị nào mà mình có thể là mình mua để mình có thể là mình cho thuê cũng được. Đấy, cái mức giá thì hơn 3 tỷ rất là hợp lý và lại có rất là nhiều phòng ngủ. Căn nhà này để tôi tính xem nó có bao nhiêu phòng ngủ này. Tầng 2 là 2 phòng ngủ này, tầng 3 2 phòng ngủ này, tầng 4 là 2 phòng ngủ này. À không, tầng 4 là 1 phòng ngủ, thế là có 5 phòng ngủ. Tầng trên cùng là tầng sân phơi. Đấy, có 5 phòng ngủ mọi người, 5 phòng ngủ. Đấy. Còn đây là tầng 1. Nhà này thì nhà xây tôi đánh giá là nhà xây là khá là chắc chắn mọi người nhé. Đây này, từ các thiết bị nội thất đến cả cái cầu thang này đều là đá này, rồi là gỗ nhá, gỗ thìn nhá. Đấy, chứ không phải là inox hay là cái gì rẻ tiền đâu. Rồi, ok, chúng ta đi vào trong phòng bếp nào.
Đấy. Phòng bếp thì tương tự thì cũng chắc là nó sẽ rộng hơn phòng khách một chút, rơi vào khoảng độ hơn 10 mét vuông. Đấy, bàn bếp này, rồi tủ bếp cũng là tủ gỗ mọi người nhá. Gần như đây máy hút mùi chủ nhà người ta cũng tháo đi rồi. Gần như chúng ta chỉ còn lại nội thất cơ bản thôi. Đấy. Căn nhà này thì có một cái đặc điểm là tuy là gần gần ô tô này, đi gần hồ nhá, gần đường ô tô, nhiều khi là mọi người tôi nói thì nó hơi gở một chút nhưng mà chúng ta không mong muốn đâu. Nhiều khi ốm đau chẳng hạn, ốm đau bệnh tật mình cần phải đi bệnh viện đi cấp cứu chẳng hạn, nhà mình từ đây ra đến đầu ngõ ô tô nó chỉ khoảng độ hình như không đến 50 mét đâu, tôi nhớ không nhầm không, khoảng có bao nhiêu 50 mét đi, thì mọi người đi ra đấy chắc chỉ 1-2 phút thì chúng ta sẽ rất là tiện lợi. Đấy, đây một cái điểm cộng. Nhưng mà cái điểm trừ ở cái căn nhà này là cái ngõ vào nó hơi bé. Một chút nữa tôi sẽ quay cho mọi người xem là cái ngõ này nó hơi bé một chút nên là nó sẽ hơi tối, hơi bí một chút nhé. Đấy, hơi phải đánh đổi. À đây, một cái điểm trừ nữa ở căn nhà này. Đây mọi người nhìn đây. Trời ơi, cái nhà vệ sinh nhỏ các mọi người ạ. Cái lý do vì sao? Bởi vì mọi người như tôi đã nói ấy, là cái chiều ngang của căn nhà này nó chỉ có 3 mét thôi, cho nên là người ta muốn làm cái cầu thang nó gấp để đi lên được tầng 2 mà không dốc ấy, thì nó bắt buộc cái chỗ này nó phải thấp như này. Đấy, nên là cái này thì chắc là trẻ con mới đi vào thôi, hoặc là người lớn mình muốn vào thì mình hơi khom người một chút. Đây đây, soi gương là phải như này. Đấy, đương nhiên là nếu mà ngồi đi vệ sinh thì vẫn đã đi được đấy, nhưng mà hơi 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 khó chịu, hơi bất tiện một chút. Đấy, không biết là tôi đang review để bán nhà hay là review để chê nhà nữa. Đấy, nhưng mà thực sự là đối với tôi là có sao là tôi nói vậy, chia sẻ chân thật với anh chị để anh chị đỡ mất thời gian, nói thẳng như thế. Đấy, thì anh chị thực tế, anh chị đi xem, có thể muốn đi xem thêm thực tế chi tiết như thế nào thì anh chị hãy cứ liên hệ với tôi. Đấy, ok, chúng ta cùng nhau lên tầng 2 nhé. Đây, chúng ta vừa mới lên đến tầng 2 của căn nhà này, thì tầng 2 được chia làm hai phòng ngủ, một phòng ngủ đằng trước này, một phòng ngủ đằng sau, và ở giữa là nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh này thì thoải mái tiện lợi hơn rồi đúng không ạ, rộng hơn, cao hơn rồi đúng không. Tuy nhiên là nó cũng hơi nhỏ, đương nhiên mà căn nhà 30 mét vuông, nhà vệ sinh ở giữa và được hai phòng ngủ, không gian nó nhiều công năng, nhiều phòng như vậy rồi thì đương nhiên nó sẽ nhỏ một chút. Thì nói thật với anh chị rằng cái căn nhà này ấy, nó sẽ không phù hợp, nó sẽ không phù hợp với những anh chị nào mà thích một cái không gian rộng và không cần quá nhiều phòng. Đấy, những căn nhà này thì 30 mét vuông mà, 30 mét vuông 5 tầng, người ta xây ra nhiều phòng thì nó sẽ dành cho những anh chị mà mình thích nhiều phòng, hoặc là gia đình có đông người. Đấy, thì căn nhà này sẽ rất là phù hợp. Đây, phía đằng trước này của chúng ta này, căn nhà này nhá mọi người nhá, 30 mét vuông nhưng mà từ tầng 2 ấy thì chúng ta sẽ đua ra khoảng 3 mét vuông nữa, đua ra cái chiều này là 1 mét này, nên là rộng thành 33 mét vuông nhá. Đây, cho nên là cái mặt ngõ này tôi chắc thò tay ra đây tôi gần chạm sang sân nhà hàng xóm, gần chạm. Đấy, đằng trước này có cửa sổ này. Ở đây thì nội thất thì chúng ta chỉ có sẵn là tủ này với cả giường thôi, điều hòa chưa có, quạt trần chưa có nhá. Ở đấy đang quay cho anh chị, hình như là bên dưới có người bấm chuông để vào xem nhà đấy. Đây, đằng sau này, cửa đằng sau, phòng đằng sau này nhá. Cũng là phòng ngủ. Phòng này thì không có tủ à? Nhưng mà phòng này muốn bố trí cái tủ là hơi khó. Phòng này muốn bố trí cái tủ là phải thiết kế theo kiểu chủ tủ treo tường, hoặc bố trí ở khu này cũng tạm được. Đấy, phòng này phòng phòng nhỏ. Cái vách này là vách, đây em quay chỗ này cho anh. Đây, phong cách này không phải là vách tường mọi người nhá, đây là vách kính nhá, để tối ưu về diện tích này. Đấy, phòng này thì chắc là được khoảng độ, xem nào, chỗ này là 3 mét, chỗ này là 2 mét, khoảng 6 mét vuông cái phòng này mọi người, khoảng 6 mét vuông phòng này. Nếu được cái ở đây là cửa giả rất là xịn mọi người nhá. Này. Đấy, cửa gỗ thịt này. Đây không biết là gỗ gì nhỉ? Không biết, mình không rõ về gỗ lắm đấy. Gỗ này, cửa gỗ này và cái này tự nhiên là khuôn khuôn cửa cũng bằng gỗ luôn mọi người nhá. Đấy, cầu thang gỗ. Rồi. Tầng 3 thì cũng y hệt thôi, nhưng mà anh chị em mình là cứ đi lên thôi. Mình đang ở tầng 3 nhá, tầng 3 y hệt đây. Đấy, mọi người đi xem qua một lượt này. Y hệt thôi, không không khác gì tầng dưới cả. Đây. Y hệt luôn. Mình lên tầng 4 nhá. Tầng 4 này chỉ có một phòng ngủ thôi. Đây, một phòng ngủ đằng trước này thôi. Được cái là phòng ngủ đằng trước này khá là rộng. Phòng ngủ đằng trước thì phải rộng đến khoảng độ 12 mét mọi người ạ. Đấy, 12 mét. Tương đối là rộng.
Tuy nhiên là cái mặt view đằng trước của chúng ta bị chắn nên là không có ánh sáng nhiều cho lắm. Okay. Đây, một mình thì chúng ta là sử dụng là một nhà vệ sinh này. Đây rồi, bên đây là cái khu vực phòng thờ. Phòng thờ nhỏ nhỏ đấy, chúng ta có thể để kê cái kệ thờ ở đây. Ở đây cũng được, đấy có cửa sổ thoáng này. Đấy, chúng ta có thể mở cửa ra khi thắp hương hay làm gì đó. Rồi, chúng ta cùng nhau lên tầng 5 nhá. Đấy, cầu thang lên tầng 5 của chúng ta là cái cầu thang mà gọi là chế thêm, đây cầu thang sắt. Đây là tầng 5 này là để phơi quần áo với cả trồng cây. Đây nhà hàng xóm trồng cây rất là đẹp này. Đấy, thoải mái đấy ạ. Bình nước inox, ok. Đây chính là giếng trời để lấy thêm ánh sáng cho căn nhà. Còn đây là khu vực ngõ vào nhé mọi người nhé. Ngõ vào như mình đã nói ở đầu video thì nó khá là nhỏ, nhưng được cái là từ đây đi ra ngoài đường ô tô, tức là mặt ngõ 211 Khương Trung thì khá là gần, rất là tiện lợi. Đấy, từ nhà mình đi khoảng độ 200m nữa thôi là ra đến khu vực Hồ Đầm Hồng đây rồi. Rất là mát mẻ, rất là thoáng đãng. Và nếu như anh chị nào mà chúng ta đang tìm một căn nhà mà có mức giá vừa phải, khoảng hơn 3 tỷ đồng, nhưng mà nhiều phòng ngủ, đấy, phù hợp cho những gia đình rất là nhiều người, đông người, thì anh chị hãy cứ nhấc máy và gọi điện ngay cho tôi nhé.